MV của Lý Hoàng Dương, tại vì đã coi cái teaser, đúng là không biết là chọn bên trái hay chọn bên phải, mà nhiều khi thấy chọn bên trái. Bên trái là bên nào anh nói ra trắng ra giùm em, chứ em cũng không biết bên trái là trai hay bên phải là gái nữa. Hình như là bên trái. Bên trái là bên bên trai. Là chàng trai đúng không ạ? Vậy anh nghĩ là Ali sẽ chọn nụ hôn dành cho chàng trai? Không, anh nghĩ nụ hôn dành cho cô gái. Ủa sao anh lật kèo em vậy? Mới nãy nói chọn chàng trai luôn mà. Thì vậy nó mới vui. Cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi về lưới, vỗ tay cho Lân Nhã. Trước khi chúng ta đến với MV chính thức. Dạ, em chào tất cả mọi người có mặt tại đây ạ. Teaser thì đã có rồi, những hai cái teaser, còn anh muốn gài em spoil thì em đạo đức nghề nghiệp không spoil đâu. Chút xíu thôi. Cái nhân vật của em ở trong cái MV lần này như thế nào? Dạ, nhân vật của em thì khá là hư cấu cùng với cái bạn nam luôn ạ. Và chuẩn bị hôn thì bạn kia giật lại, xong cái em cũng giật lại, hai đứa giật qua giật lại, xong cái bị hai bên dàn diễn viên phụ kéo ra, cuối cùng không ai hôn được ai hết trơn. Em mới vừa spoil luôn đó. Ừ đó, em nói em là không spoil, rốt cuộc là em cũng spoil luôn đó. Nhưng mà MV này là một MV đầu tư rất hoành tráng của Ali Hoàng Dương. Thế thì em có muốn gửi lời chúc gì đó Ali không? Dạ, trước tiên thì em muốn gửi lời cảm ơn đến Ali vì đã chọn em lần nữa cho MV của tâm huyết của mình. Bởi vì lần nào Ali làm cũng chỉnh chu. Giống như Ali nói là để dành hết tiền để quay MV rồi để dành tiếp quay nữa. Cho nên mọi người ủng hộ Ali nha, và khán giả cũng ủng hộ cho Ali nữa nha. Dạ, xin được cảm ơn Hương Lan rất là nhiều về vị trí ạ. Quý vị. Đầu tiên thì Hương ấn tượng với Ali ngay từ những cái câu hát đầu tiên. Khi Hương tham gia casting cái vòng X Factor thì Hương thấy đây là một cậu mà có thể là, đấy là kỳ vọng của Hương, vì khi nhìn một cái người, một cái bạn trẻ đúng cái gu, cái style âm nhạc của mình thích lắm luôn, và Hương không có nghĩ điều gì hơn nữa là nó còn một vòng tiếp nữa, và Hương chỉ là Ali, em vào thẳng luôn. Và đây là một trường hợp đặc cách duy nhất mà trong cái X Factor mà Hương đã làm. Và Hương cũng chưa bao giờ thấy thất vọng với Ali. Bởi vì là cái sự nỗ lực của bạn ấy, từng ngày yêu âm nhạc kinh khủng. Đi với chúng tôi đi chơi làm âm nhạc và bật ở đâu đó là một mình nhảy. Không có coi xung quanh, coi như là hư vô ấy. Không, nói chung là tôi thấy là bạn ấy là một cái người mà
rất là hợp với cả tính âm nhạc của tôi. Và cái bài hát này ấy, là tôi là người được nghe đầu tiên. Bởi vì tôi là người giám khảo chấm Hero. Và tôi đã khóc khi bạn ấy đang diễn trên sân khấu với cái thái độ này, với những cái sự đau đớn với nghệ thuật. Và bài hát này là cái bài hát tôi nhận ra Ali rõ nhất luôn. Và tôi quay sang Khắc Linh, Khắc Hưng, tôi nói là hay quá em ạ. Và khi Ali diễn xong ấy, diễn xong tôi bảo em phải làm ngay MV bài này, phải làm ngay. Nhưng mà cũng có nói với tôi là em chưa có điều kiện, thì đợi em chắc chắn em sẽ ra bài này. Và hôm nay thì Ali đã làm được điều đó. Hơn hết thì tôi là cái người chúc mừng em, chúc mừng em vì tất cả những gì em. Cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị Thanh Hương.